Trước tiên chúng ta tìm hiểu cái chữ thiền là gì. Thiền ở đây nó từ cái tiếng Phạn là chana. Chana chúng ta viết là chữ G, chữ H, chữ A, N và chữ A, đồng là chana. Phiên âm là thiền na. Phiên âm của cái chữ chana là thiền na. Rồi chúng ta nói chữ thiền na thì nó hơi dài. Biết là chúng ta chỉ xài một chữ duy nhất, đó là chữ thiền. Nói cho đủ là phải là thiền na. Thiền có hai loại thiền chính thống mà hôm nay chúng tôi muốn quý vị ghi nhận. Còn nhiều cái loại thiền khác thì chúng tôi không biết, nhưng mà chỉ có hai loại thiền chính thống nhất được trong kinh Đức Phật có dạy. Thứ nhất là thiền định Samatha Phavana. Tại sao có chữ thiền định? Là cái thiền này đưa đến sự định tâm, cho nên mới gọi là thiền, thiền định. Và cái thiền này không phải do Đức Phật là người đầu tiên. Cái thiền này là do các đạo sĩ Sa Môn Bà La Môn trước thời Đức Phật đã có. Cái thiền này gồm có 40 đề mục, và khi họ tu tập họ đạt được kết quả là bát thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nói theo Tạng Vi Pháp thì là ngũ thiền rồi. Và bốn thiền vô sắc nữa là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tượng xứ. Cái thiền này nếu như quý vị có xem về lịch sử của Đức Phật thì chúng ta sẽ biết khi Đức Phật đi tầm đạo thì Ngài có gặp hai vị thầy Uddaka Ramaputta. Hai vị thầy này, một vị thầy thứ nhất là hướng dẫn cho Đức Phật lúc bấy giờ là Bồ Tát Sư Đạt Ta chứng được cái thiền gần như là tuyệt đỉnh, đó là thiền vô sở hữu xứ, là cái thiền gần như còn chỉ còn một cái thiền duy nhất là phi tưởng, phi tưởng xứ. Lúc bấy giờ học xong cái thiền vô sở hữu xứ này, Đức Phật Ngài thấy cũng chưa phải là cái tầm giải thoát. Ngài thấy đó là một cái loại thiền định áp chế phiền não, chứ chưa có nhổ tận gốc được phiền não. Thế là Ngài tìm tiếp một cái vị thầy thứ hai. Cái vị thầy thứ hai này là một vị thầy Bà La Môn đạo sĩ, mới hướng dẫn cho Đức Phật chứng được cái thiền cao nhất trong cái thiền định, đó là tầng thiền phi tưởng, phi tưởng xứ. Khi chứng đắc tầng thiền này rồi, Đức Phật Ngài cũng cảm nhận dường như là nó chưa có nhổ được tận gốc của phiền não tham sân si. Thế là Ngài bắt đầu tự tìm ra một cái con đường hành thiền khác, đó được gọi là Vipassana Phavana, mà chúng ta thường gọi là thiền tuệ hay là thiền quán. Như vậy tóm lại chúng ta có hai loại thiền. Hôm nay quý vị nhớ chữ thiền từ chữ Pali là chana, phiên âm là thiền, thiền na. Và cái ý nghĩa của chữ thiền na này là gì? Là thiêu đốt phiền não. Tại sao dùng cái từ thiêu đốt? Phiền não mình khó trừ, khó dứt lắm, phải thiêu đốt nó. Và muốn thiêu đốt cái phiền não này thì chúng ta phải dùng một cái loại binh khí hay là lợi khí. Muốn chặt đứt cái phiền não mà vô hình, vô tướng, mà vô cùng dai dẳng này là tham sân si trong lòng mình, thì mình phải dùng một cái loại, cái từ hơi kiếm hiệp chút là binh khí hay là lợi khí, đó là chánh niệm. Chánh niệm, chánh niệm và tỉnh giác là một cái loại binh khí hay lợi khí, chúng ta mới chặt đứt được những cái sợi dây phiền não tham sân si này, nó bám ở trong người mình. Cái chữ niết bàn á là chữ niết bàn của cái người chứng đạo. Cái nghĩa là từ cái chữ ní cộng với va ná. Ní là không, va ná là rừng. Mà rừng ở đây là ám chỉ cho phiền não. Cái phiền não của con người chúng ta như một cái rừng vậy. Cái rừng mà mình cứ tưởng tượng giống như cái rừng dây, mà dây leo mà nó quấn người vậy đó.
khi mình lọt vô cái rừng đó thì tất cả các loại dây leo mà nó quấn mình lại, nó sẽ ăn thịt mình từ đời này qua đời kia. Mà muốn chặt đứt những sợi dây leo này thì buộc lòng chúng ta phải có một cái lợi khí, một cái binh khí, đó là chánh niệm và tỉnh giác. Và cái chánh niệm, tỉnh giác, binh khí này ai cũng có, được gọi là sở hữu niệm ở trong tâm. Nhưng có điều cái binh khí này mình dùng nó vào trong một cái nơi, một cái xó nào đó, chúng ta không quan tâm, cho nên cái binh khí này ngày một nó bị lục đi. Chúng tôi đơn giản ví dụ nó giống như một con dao mà mình không có đem ra mài, nó bị lục đi, thì quý vị thử nghĩ một con dao mà lục đi thì làm sao cắt được những cái vật mà khó cắt. Cho nên buộc lòng chúng ta phải đem ra để mà mài. Thì cái pháp môn vừa rồi chúng ta tu đó là chúng ta đang mài dao, trao dồi chánh niệm là chúng ta đang mài dao. Thì ăn thua người nào tinh tấn mài, siêng năng mài, cố gắng mài, một ngày nào đó con dao chúng ta sẽ bén, chánh niệm chúng ta sẽ già mạnh lên, chúng ta sẽ ghi nhớ biết mình một cách đốt ráo thuần thục, thì phiền não nó không bao giờ xâm nhập vào tâm chúng ta được. Nó vừa khởi lên là chúng ta đã thấy rõ rồi, và chúng ta dùng chánh niệm chặt đứt nó. Tâm mình vốn lắm kẻ thù là phiền não, phải dùng chánh niệm diệt trừ chúng đi. Đó, hôm nay chúng ta phải nhớ câu này. Tâm mình vốn lắm kẻ thù, kẻ thù nội tâm, nội về nội phận, mà chúng ta phải dùng chánh niệm để diệt trừ chúng đi. Đó. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị một cái loại thiền theo tinh thần Phật giáo Năm Tông, mà Đức Phật là cái người đầu tiên ngộ ra cái thiền này, đó là thiền quán, hay còn gọi là thiền tuệ. Và cái thiền này dùng hai cái lợi khí vô cùng đặc biệt, đó là chánh niệm và tỉnh giác. Bây giờ chánh niệm là gì? Chánh niệm thì chúng ta hiểu một cách đơn giản là sự ghi nhớ biết mình. Thí dụ như thở vào thở ra chúng ta biết, đi đứng nằm ngồi chúng ta biết. Chủ đề hôm nay chúng tôi giảng quý vị là thiền giữa đời thường, tức là giữa cái cuộc đời sinh hoạt, như là đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, co, tai, duỗi chân, chớp mắt, vân vân và vân vân, chúng ta phải biết rõ. Thường thì chúng ta đi thì ai cũng đi, nhưng mà ít có ai biết mình đi. Vì mình đi thì mình hay suy nghĩ. Ví dụ như mình đi từ nhà đến chùa Tam Phước là chúng ta đi mà chúng ta không biết mình đi, mà chúng ta nghĩ tới cái chùa Tam Phước, hoặc là nghĩ lung tung chuyện khác mà không tập trung vô chuyện đi. Cụ thể như là ai cũng thở, không thở là chết, nhưng có ai biết mình đang thở đâu. Cái dở của chúng mình là mình thở hàng ngày, thở liên khúc, lúc nào cũng thở, ngủ cũng thở, thức cũng thở, đi cũng thở, ngồi cũng thở, mà ít ai biết mình thở. Cho nên có một câu vui rằng là trên thế gian này cái gì là quý nhất? Thì có nhiều người cứ nghĩ là vàng, bạc, châu báu, hột sòn, mã não, hổ phách vân vân. Nhưng thưa với quý vị, hơi thở là quý nhất. Mà cái đáng quý thì mình không quý, mà cái không đáng quý thì mình lại quý. Cho nên nó có một cái định nghĩa chánh niệm là gì? Chánh niệm nghĩa là làm những cái mình làm, làm những cái mình cần làm, được gọi là chánh niệm. Tránh những cái đáng tránh là chánh niệm. Còn mình dở cái là cái cần làm thì mình không làm, mà cái không cần làm thì mình lại muốn làm. Cái cần tránh thì mình lại không tránh, mà cái không cần tránh thì mình lại tránh. Thí dụ ngồi thiền nghe pháp tụng kinh ngán lắm, lật kinh ra coi sợ kinh nó cắn mình hay sao, không có lật. Rồi ngồi thiền thì mình sợ lắm, đau nhức mệt mỏi. Cho nên có một câu vui rằng là ngồi thiền con không ngồi đâu, ngồi trong Facebook bao lâu cũng ngồi. Như vậy là cái cần làm, cái cần làm thì mình không chịu làm, đó là không chánh niệm. Cái cần tránh thì mình lại không tránh. Cho nên chúng tôi hay nói đùa rằng ở đời có ba cái ngu:
Cái ngu thứ nhất là cái cần biết thì mình lại không muốn muốn biết, cái không muốn biết thì mình lại muốn biết. Và có cái ngu thứ ba là biết mà biết không rành. Cái này cũng gọi là cái ngu. Vì mình thường có cái tật là nghe một nửa, hiểu một phần tư, nhưng mà kể lại gấp đôi. Cái cần biết là gì? Là biết vào hơi thở ra vào, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, thấy biết thấy, nghe biết nghe. Đó là thiền giữ đời thường mà. Thiền trong từng bước về chánh niệm đó. Thiền trong cười nói ý trang nghiêm. Thiền trong an tịnh tâm tỉnh thức. Thiền tịnh tư duy dứt nỗi niệm. Tức là chánh niệm trong khi động và chánh niệm trong khi tịnh. Ngồi thiền của chánh niệm mà thức cũng chánh niệm. Như vậy thì mới gọi là thiền giữa đời đời thường. Cái này cần biết thì lại không không muốn biết. Còn chuyện không cần biết thì lại biết. Chuyện của người khác, chuyện của người này người nọ muốn biết. Cái bà đó bây giờ bà già hay bà trẻ, bà khỏe hay là bà bệnh, rồi nghe nói là cái bà đó giờ bà già dữ lắm, bà bệnh dữ lắm chị ơi, thì muốn biết. Rồi bà làm ăn giàu hay nghèo thì lại muốn biết, muốn biết chuyện của người khác. Thì ngày hôm nay á, chúng ta phải bớt đi những cái ngu này. Chuyện cần biết thì mình nên biết. Đó là biết để tỉnh thức chánh niệm. Và cái chuyện bên ngoài bớt biết lại, bớt biết lại, nhất là chuyện của người khác không cần biết lại. Và chuyện gì phải biết thì biết cho rành. Thí dụ như bây giờ mình tu thiền là phải tu cho nó rành. Tu theo Phật cũng khó lắm quý vị. Tu thì phải rành mỗi cách tu. Tu mà không đúng á, khổ lu bù. Tu theo tà đạo thì thân tâm lị. Và phải biết cho rành. Cho nên hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị một cái pháp môn thiền tuệ được gọi là Vipassana Phawana. Cái chữ Phawana là gì? Là tu tập. Vipassana là minh sát hay là tuệ quán. Cái chữ tu tập này chúng ta phải hiểu trên cái nghĩa là trao dồi. Thường thì chúng ta đi chùa từ xưa giờ chúng ta nghe cái chữ tu là sửa, đúng không nè? Thường chúng ta nghe từ xưa. Nhưng hôm nay quý vị sẽ được hiểu thêm một cái nghĩa đặc biệt vô cùng. Đó là trao dồi. Ví dụ như tu bổ căn nhà là trao dồi căn nhà. Tu bổ chiếc xe là trao dồi cho chiếc xe nó hoàn thiện hơn. Hôm nay chúng ta trao dồi thiền định. Chứ mà định nghĩa thì cái chữ sửa, không lẽ mình sửa thiền định thì nó kỳ quá. Cho nên nó có thêm cái nghĩa là trao dồi, chính xác. Tức là mình trao dồi cái chánh niệm thiền định ở trong mình. Vì vậy lâu nay là mình sống mình hướng ngoại, ngoại phần. Hôm nay quý vị tập sống một cái đời sống nội phần, tức là quay vào bên trong. Thương mình tinh tấn là khôn. Thương mình giải đãi tự chôn lấy mình. Cái người mà biết thương mình là quay về sống nội phần, là vào bên trong. Chúng tôi hay nói đùa một câu là đi tu là để thấy mình. Đi tu không phải để nhìn người ta. Hôm nay mình đến đây là mình phải quay vô để thấy mình. Thấy mình có chánh niệm hay không để tập chánh niệm. Thấy mình có giới đức hay không để trao dồi giới đức. Trao dồi thiền định, trao dồi trí tuệ. Giới định tuệ là tam vô lậu học. Tại sao mình không quay lại mình để thấy mình mà thích nhìn người ta? Trên câu này chúng tôi quý vị phải lưu ý là đi tu là để thấy cái mình. Đi tu không phải để nhìn người ta. Còn nhiều người ghê hơn nữa. Đi tu là để thấy mình. Đi tu không phải để rình người ta. Vô đây mình rình người ta là chắc. Cho nên tại sao mình khổ hoài? Suốt đời tôi mãi đi tìm, cố tìm hạnh phúc, gặp nghìn đắng cay. Nhìn ra mà, nhìn ra là khổ. Suốt đời tôi vẫn mê say, đi vào cuộc sống hai tay ôm đồm. Bao đồng lắm. Chuyện cần lo không lo, mà chuyện không cần lo nhảy vô lo. Hồi nãy chúng tôi định nghĩa chánh niệm là gì? Đơn giản để mà dễ hiểu là cái cần làm thì không làm, cái không cần làm lại muốn làm. Chánh niệm là
cần làm những cái cần làm, làm những cái cần làm, tránh những cái cần cần tránh. Đó là chánh niệm đó. Đi vào cuộc sống hai tay ôm đờm suốt đời, tôi vẫn mê say. Đi vào cuộc sống hai tay ôm đờm suốt đời, như kẻ mất hồn chạy theo danh lợi, si tôn bạc tình. Rốt cuộc xét lại lòng mình, tìm hoài chẳng thấy an bình nội tâm. Chừng nào dứt hết mê lầm, lợi danh tỉnh thức thì tâm hết phiền. Chừng nào coi nhẹ bạc tiền, không tham biết đủ tâm liền an nhiên. Gió đời vẫn thổi bình yên, tìm ra hạnh phúc triền miên nơi mình. Như vậy thì mình phải quay vô nhìn chính mình để trao dồi cái chánh niệm, để chúng ta mới có được hạnh phúc. Con người sống giữa trần gian, buồn vui sướng khổ gian nan đủ điều. Hỏi đời sống được bao nhiêu, ngắn ngủi lắm, mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay? Thôi thì ta tự đổi thay, giữ tâm chánh niệm, đừng lay động lòng. Từ bi buông bỏ là xong, thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng. Vỗ tay. Cái ngồi thiền thì không vỗ tay, nhưng mà nghe thiền thì vỗ tay cho nó có. Nhưng mà vỗ tay trong chánh niệm, vỗ tay biết mình vỗ tay là chánh niệm. Tại sao chúng ta ngày nào cũng vệ sinh mà sao không thật sạch? Ngày nào cũng kế hoạch mà sao vẫn chưa xong? Ngày nào cũng muốn mong mà sao vẫn chưa đủ? Ngày nào cũng thiền tu mà đạo quả vẫn còn xa. Ngày nào cũng cố ta mà sao vẫn khổ? Cho nên mình phải xét lại. Có câu nói rằng là gió nhiều ngọn thì khó nhen được lửa, vọng lắm điều khó mở được tâm. Xưa nay trong chốn thiền lâm, tu nhiều thành ít bởi tâm vọng nhiều. Vậy mấy cái chốn mà đạo tràng tu nhiều khi cả ngàn người, có những đạo tràng tu đông lắm, trong chốn chùa chiền tu tổ chức khóa tu ngàn người, 2000 người, rần rần, mà tu nhiều thành ít, tu nhiều lắm nhưng mà để thành thì quá ít, là bởi tâm vọng nhiều. Như vậy thì hôm nay chúng ta phải quay lại chính mình, cụ thể là hơi thở ra vào, đi đứng nằm ngồi, cười nói đều phải có chánh chánh niệm. Chánh niệm là ghi nhớ và biết mình. Trong khi mình ngồi mà tâm mình phóng thì mình cũng phải ghi nhớ và biết mình, và niệm phóng tâm, sau đó chúng ta buông bỏ. Ngày hôm nay chúng ta đến đây để chọn cái con đường chúng ta đi. Nó có hai con đường đi để chúng ta chọn. Một là đi về phía ánh sáng thì bóng tối tự tiêu tan, chúng ta dùng cái phương pháp loại trừ. Thí dụ muốn cho cái tâm bất thiện đó nó mất đi thì chúng ta khởi lên tâm gì? Tâm thiện. Nhớ nghe, cái này là phương pháp loại trừ. Muốn cho bóng tối mà mất đi chúng ta phải làm sao? Nó làm sao? Mở đèn lên. Hiểu không? Mở đèn lên thì bóng tối từ đó mất thôi. Chứ bây giờ mà đem bao đem thúng vô mà hút bóng tối ra được không? Không. Muốn cho tâm bất thiện mất đi, tâm ác mất đi thì phải khởi tâm gì? Tâm thiện lên. Muốn cho tâm bỏng sẻn mất đi thì phải khởi lên tâm bố thí. Đó. Muốn cho tâm sân mất đi thì phải khởi lên tâm tự bi. Đó. Chúng ta đến đây chọn con đường đi. Đi về phía ánh sáng thì bóng tối tự tiêu tan. Đi về phía bình an, khổ đau tự biến mất. Đi về phía được mất, lòng liền bị hẹp đi. Đi về phía từ bi, tâm tự nhiên rộng lớn. Đi về phía thiệt hơn, đời gặp gền lên xuống. Đi về phía ham muốn, phiền não khắc tự sinh.
đi về phía an bình, muộn phiền tự nhỏ lại, đi về phía tự tại, chướng ngại tự qua nhanh, đi về phía thiện lành, tham sân si vô hiệu, đi về phía thấu hiểu, lòng tự khắc bao dung chứ không có buông vào. Hiểu ý này không? Cho nên chọn cái con đường mình đi. Chúng ta có ba cái lẽ sống. Hôm nay quý vị lưu ý, có những người trên thế gian này họ chọn cái lẽ sống là lấy đời làm trọng. Có người thì họ chọn cái lẽ sống là lấy mình làm trọng. Có cái lẽ sống thứ ba là có người họ chọn chân lý hay là pháp làm trọng. Thì hôm nay quý vị nghe ba cái lẽ sống này tùy mình chọn. Cái người mà lấy mình làm trọng đó, thích sống cho người khác coi, thể hiện. Hôm nay mình ra ngoài để người ta nhìn mình, mình sẽ mặc đồ quần áo này nọ, rồi cái trang điểm sao sao, rồi mình tạo dáng, tạo phong cách. Thật sự ra là mình cố để cho người khác coi, thích thể hiện cho người khác xem. Đó là người, cái người mà chọn cái lẽ sống lấy mình làm trọng. Ai có lẽ sống này thì tự biết, tự chánh niệm biết mình có cái lẽ sống này. Cái người mà chọn lấy đời làm trọng là gì? Thích coi người khác để sống. Hôm nay thấy cô này mặc áo đẹp quá, hỏi mua đâu vậy? Nó cái tiệm đó là lật đật mò tới mua rồi. Rồi thấy cái cô đó nết na nõn nà đi đứng khoan thai, cái bắt chốt theo, chạy theo, chạy theo. Tức là lấy đời làm trọng là thích coi người khác để sống. Nhưng mà chúng ta cũng nên bỏ ngay cái cách sống này, bởi vì nó không dẫn đến an lạc. Và chúng ta hãy chọn ngay cái lối sống thứ ba là gì? Lấy pháp làm trọng. Lấy pháp làm trọng. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Là bởi vì người ta nói rằng không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng, không có cái biết nào bằng cái biết đủ, và không có cái vui nào bằng cái vui pháp. Lấy pháp làm trọng là vui. Bởi vì nay vui đời sau vui. Người lấy pháp làm trọng á, là nay vui đời sau vui. Còn lấy đời hay lấy mình làm trọng á, nay vui mà đời sau khổ à. Cái người mà lấy pháp làm trọng thì nay vui đời sau sao vui. Như vậy là không có cái vui nào bằng cái vui vui pháp. Và thứ tư là không có cái buồn nào bằng cái buồn ngủ. Không có cái vui nào bằng vui pháp là gì? Vui mà vui pháp mới là vui. Vui mà không pháp á, chôn vùi thế nhân. Là cái vui đó nhưng mà sao khổ. Không có cái buồn nào bằng cái buồn ngủ, quý vị biết rồi. Là buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ á, không thà tà bữa nào. Mãi câu này á, nói theo nghĩa đạo rất là hay. Buồn ngủ là cái gì ở trong chi pháp Phật học nè. Ai mà trả lời đúng là người này có học Phật học. Buồn ngủ có nghĩa là hôn trầm thủy miên, phải không nè? Cái sự giả dụi mệt mỏi buồn ngủ là hôn trầm thủy miên. Và đây là một trong năm pháp triền cái, một trong năm cái pháp triền cái mà nó ngăn che cái trí tuệ của mình. Thứ nhất là gì? Dục dục cái là cái lòng ham muốn về ngũ trần, ham muốn trong thiền định, sắc và vô sắc đều dẫn đến che lấp trí tuệ. Dục dục cái. Thứ hai là gì? Sân độc cái là cái sự bất tội nguyện với cảnh, cái sự không an vui, bực bội, khó chịu, sân si, cũng là một pháp mà nó ngăn cái trí tuệ của mình. Đơn giản bà mình xưa có câu là giận quá thì mất khôn đó. Sân độc cái là nó ngăn che cái trí tuệ của mình. Thứ ba là trạo hối cái. Trạo hối là gì? Là trạo cử và hối hận. Trạo cử có nghĩa là phóng dật, cái tâm mà lăng xăng, cái tâm mà không định tĩnh, cái tâm không chánh niệm gọi là trạo cử. Mình là trạo cử hay là phóng dật hay dễ vui. Mà người nào mà phóng dật dễ vui, không định tĩnh, không chánh niệm thì Đức Phật gọi cái người đó chết. Còn người nào có chánh niệm
định tĩnh thì mới gọi là sống. Mình thuộc cái dạng chết rồi mà chưa chôn thôi. Tại không có chánh niệm mà phóng dật, thì Đức Phật gọi ai không chánh niệm không phóng dật thì người đó chết, ai chánh niệm phóng dật thì người đó sống. Mà xét qua cái định nghĩa này thì mình sống hay chết? Chết hay sống? Chết rồi mà chưa chôn. Ta đồng để đó làm đám đó, mà để hơi lâu à, để mấy năm nay rồi mà chưa chịu chôn nữa. Theo định nghĩa của Đức Phật, chánh niệm là sống, không chánh niệm là chết. Cái thứ tư là gì? Trạo hối cái. Xong cái thứ tư là hôn thủy cái. Hôn thủy là hôn trầm và thủy thì miên, là sự buồn ngủ đó, đúng không nè, là sự buồn ngủ. Như vậy thì đã nửa giờ đồng hồ đó, chúng tôi coi nãy là 9:45, bây giờ 10:15. Tóm lại là chúng tôi chia sẻ một cái bài giảng về thiền thật đời thường, có cái tựa đề là gì? Thiền giữa đời thường. Thì cái thiền này á, mới gọi là thiền tuệ được, chứ cái thiền định không có đời giữa đời thường. Thiền định là phải vô rừng, vô cội cây, vô ngoài trống, gọi là quay mặt vô tường mà ngồi niệm một đề mục duy nhất để trao dồi định. Còn mình bây giờ mình trao dồi cái gì? Chánh niệm tỉnh giác là tuệ, để mình thấy rõ sự sanh diệt của các pháp, vận hành của các pháp, hạnh phúc và khổ đau, khổ đau và hạnh phúc, đời thường mà vị ngọt đắng khác nhau, trong thực tánh chân đế bản chất đều như nhau. Hạnh phúc thì ẩn nước mắt, chắc chắn điều này quý vị thấy, vui đó là buồn đó, hạnh phúc thì ẩn nước mắt, khổ đau thì ẩn nụ cười, khổ tận cam lai, khổ tận cùng rồi cái đó vui à, hết khổ được rồi. Khổ đau ẩn nụ cười, nước mắt và nụ cười đều chỉ là cảm xúc. Tất cả là pháp tướng, theo nguyên lý vận hành, xây vần không rồi có, hết diệt rồi lại sanh. Tất cả pháp hữu vi, không vững và không bền, chả có gì đáng giữ, buồn xả lòng nhẹ tên. Vỗ tay. Chúng ta thấy trên cuộc đời này cái pháp đối đãi nha, hễ có tối thì có sáng, nếu không có tối thì không bao giờ mình thấy ánh sáng. Hễ có đẹp thì có xấu, nhờ cái người xấu mình mới đẹp nha, chứ tất cả đều đẹp hết trơn, không ai đẹp hết trơn. Cho nên đôi khi mình cũng phải cảm ơn cái xấu, khổ đau mới có hạnh phúc. Chứ nếu mà nói khổ đau không thì cũng không được, mà hạnh phúc không cũng được. Hãy cảm ơn cái khổ đau thì mới thấy hạnh phúc. Có nhiều người nói trời nhỏ tôi khổ lắm, bây giờ tôi mới sướng một chút đó, nhờ hồi nhỏ mình khổ. Chứ nếu hồi nhỏ không khổ thì mới sướng, đúng không nè. Tất cả pháp thế gian luôn nằm trong đối đãi, luôn vận hành mãi mãi theo quy luật nhân duyên, nhân quả đó. Có đến ắt có đi, có sanh ắt có diệt, có vui ắt có buồn, có nhân ắt có quả. Các pháp xuất thế gian vượt ra ngoài đối đãi, vượt ra ngoài sợ hãi, vượt thoát cả có không. Ai biết tùy thượng pháp, lòng sẽ được nhẹ nhàng. Tức là mình tùy thuận theo cái các pháp vận hành thì lòng sẽ được nhẹ nhàng, tâm ý luôn được an, không gì lay động được. Chúng ta phải thấy rõ được các pháp đó vận hành theo nguyên lý đối đãi. Đối đãi là sao? Có này mới có cái kia, có sáng lại có tối, có sanh này có diệt, có vui thì có khổ, nó vận hành như vậy, cái nguyên lý của nó. Cho nên cái người mà có chánh niệm tỉnh giác sẽ thấy rõ được cái điều này. Và khi thấy rõ được điều này thì sao? Chúng ta thuận theo các pháp, sống gọi là tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình. Mình thì có cái bệnh là buộc theo ý mình. Nếu quý vị mà chịu có chánh niệm quán sát một chút, chúng ta thấy rộn ngộ lắm. Mình giống như một quan tò mà tự phong vậy, phán xét người này, phán xét người nọ. Quan tò là phải có license đó nha, phải có giấy đàng hoàng, chứ tự nhiên là tự phong nhìn người ta cái phán, bà đó tốt, bà này xấu, bà này chơi được, bà này chơi không được. Như vậy thì không đúng. Mình làm quan tò, mình phải là quan tò cho chính mình lực sư cho người khác. Mình phải gặp người ta, mình phải nhìn ra thì bảo vệ, mà nhìn vào mình mới là phán.
hắn xét, đúng không? Hơn thua so với chính mình. Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua thì mới đúng là quan tòa chính mình, mà làm luật sư cho người khác mà là phải là quan tòa chính mình. Còn ngược lại, mình là quan tòa cho người khác mà làm luật sư cho chính mình, bầu chữa dữ lắm, đúng không nè? Ai nói gì mình cứ mình cãi à, cãi mà cãi giống như luật sư dỗ vậy nha, trắng ngán luôn á, cãi làm sao mà không có lỗi luôn, không được. Mình phải là quan tòa cho chính mình, mà là luật sư cho ai? Cho người khác. Đúng rồi. Thì thôi, nói tóm lại hôm nay chúng tôi thời gian không có nhiều, đã hơn 35 phút đồng hồ rồi. Chúng tôi xin kết thúc vì chúng ta còn nhiều cái chương trình khác nữa. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin cảm niệm công đức của các Phật tử trong nhóm câu lạc bộ Danh Văn và Thiền và câu lạc bộ Hoa Từ Bi và các Phật tử của chùa Tân Phước. Quý vị đã dành thời gian đến đây để tham dự chương trình này. Chúng tôi cầu nguyện cho chương trình được thành công và sự tu tập sinh hoạt của quý vị hôm nay được an vui tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.